Thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 6.511 tấn ớt và thu về hơn 16 triệu đô la Mỹ, tăng 10,1% về lượng và tăng mạnh 36,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc, thị trường xuất khẩu ớt lớn nhất của Việt Nam, xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc tăng 72,3%. Đồng bằng sông Cửu Long được coi là thủ phủ ớt tại Việt Nam. Tại đây, ớt được trồng nhiều nhất tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Trà Vinh và tại Tây Nguyên. Thông thường, ớt sẽ được xuống giống cây vào khoảng tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Cây ớt sau 2 tháng trồng, trọng lượng lý tưởng có thể lên đến 4 kg mỗi cây.